Chào các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 2 thì mình sẽ đãi ông xã mình một món rất là đặc biệt, kho quẹ theo kiểu của mình. Và đây là nguyên liệu: tôm khô 150g, hành, lá, 4 trái ớt. Đây là gia vị gồm có nước mắm và bột ngọt. Mời các bạn cùng thực hiện theo mình nha. Xắt nhỏ ra. Kéo dễ thương. Rồi bây giờ bắt đầu kho. Cho tôm khô vô. Tôm khô này là ngâm nước rửa sạch. Gia vị là có bột ngọt với một xíu nước mắm. Kho cho nó săn nè, cho thêm miếng sôi vô để cho nó bớt mặn. Tôm khô này nó không có mặn. Kho chừng nào nó thành sạch sạch là được. Để đi. Cái này là cách mở. Cách mở cái kho gì đã cách mở là nó cũng ngon. Không được. Hồi xưa cũng làm gì là quẹt đúng không? Bây giờ nó hơi ấy hơn chút. Hồi xưa là chỉ có muối thôi, bỏ nước mắm một ngọt rồi bỏ vô là thành khô. Còn bây giờ thì nó hết hết chút. Quẹt chưa? Thấy có muối nó rám chưa? Ok, thành phẩm. Chào các bạn. Và đây là thành quả của mình nha. Kho quẹt ngày 14 tháng 2. Món ăn độc nhất vô nhị. Hôm nay không biết đi đâu hết. Hai vợ chồng sáng giờ suy nghĩ thì suy nghĩ tới suy nghĩ lui mà không biết đi đâu hết. À, sẵn trong nhà có còn ít tôm khô này nè, nên là thôi ông xã hỏi giờ vợ muốn ăn gì không biết ăn gì hết.
Cách trực nhớ lại là trong chợ, trong nhà có cái tôm khô. Mình thì ăn đơn giản lắm, gì mình cũng ăn được hết á, nên ông xã phải chiều thôi. Nên là mình lấy tôm khô ra mình kho nè. Cả nhà ăn 14 tháng 2 vợ chồng mình nha. Đơn giản. Đâu cần gì mà phải đi ăn nhà hàng rồi này kia đúng không? Ăn vậy cũng thấy ngon à. Bữa nào em làm tép mỡ có cái này nè, cái bỏ tép mỡ giấm kho quẹt hả? Giấm kho quẹt, nhưng mà mình kho theo kiểu của mình, không phải dạng giấm rau mà mình dạng kho quẹt luôn. Nó bùi hơn, nó có tép mỡ nó bùi hơn. Chứ bây giờ đang đang dịch corona mà bây giờ mình đi ra ngoài mình ăn gì cũng ngán. Mà đi ra ngoài ăn, ăn thì mình đi được rồi đấy, mà mình ăn mình không có tự tin. Ngoài ăn ai biết được cái gì. Nhà em là không có nấu cơm, ít nấu cơm lắm, thì không có biết nấu, nấu gì ăn đó thôi. Thôi hết chén rồi đó. Thường á là không có nấu cơm, nhà em là không có nấu cơm, nhưng mà sau cái dịch corona này á là em hay nấu cơm, mà biết là nấu không ngon nhưng mà kệ, mình nấu nó sạch sẽ hơn, nấu gì ăn đó. Chín là được, sạch là được, con cái mình ăn nó an toàn hơn. Mình ra ngoài ăn đọc cái bài báo đó nha, cả gia đình đi xe hơi mang khẩu trang, ngồi trong xe hơi mang khẩu trang, rồi ngồi trên xe hơi mang khẩu trang đi xuống quán ăn, xong rồi là tới quán ăn tháo khẩu trang ra, rồi ăn xong bịt khẩu trang đem xe hơi đi về, không biết là bảo vệ cái gì luôn á, thiệt sự. Nên là thôi bây giờ kệ, nhà mình sống mau chịu cực đi chợ, em cũng giờ em cũng chịu cực, sống mau đi chợ đồ này kia, mua ví dụ cá thịt rau, nói chung là món ăn thì mình sẽ biết mình chính là mình ăn được rồi, đúng không? Hôm nay chỉ món tôm khô thôi. Hôm nay chị làm chỉ không? Hôm nay á, tại vì hai vợ chồng á là dự định á là đi ăn ngoài, mà hai chồng suy nghĩ tới suy nghĩ lui, chết rồi ăn ngoài biết ăn cái gì, mà quán nào để ăn toàn mình ăn. Ngon lắm cả nhà. Nói thiệt chứ, ai nhà có sẵn vậy là lấy kho ăn cũng đưa cơm lắm á. Vừa ngon, vừa sạch, vừa rẻ. Bữa cơm của hai chồng mình chắc trăm ngàn. Mà ngon, ngon lắm. 14 tháng 2 đơn giản hả chồng ha? Đơn giản, ngon. Ông xã mình là ổng dễ ăn, chứ ổng là khó ăn là cũng mệt, tại vì mình không có biết nấu ăn. Và cái thứ hai nữa là nấu theo kiểu là dạng ở dưới quê á,
mình như dưới quê mình nấu đơn giản lắm, còn như là bên nhà chồng á, là dạng người Hoa nên là người ta nấu ăn dạng như là gia vị rồi thịt thà đó nó nhiều, mà mình thì không có thích ăn thịt thiệt sự luôn. Giống như sáng mai đi ăn ăn cái gì đó, ăn bún mọc, là ông xã ăn bún ăn thịt, à, ăn mọc ăn thịt, mình ăn bún thôi, thật sự không có mê thịt, ăn ăn được chứ mà không có đam mê, không thích, ăn về mà thấy ngon quá trời luôn. Thử đi, mọi người bữa nào mình trong nhà không có gì á, mình thử đổi khẩu vị đi, mình thử mình kho tôm khô đơn giản hơn, mình ngâm cho nó mềm xong rồi mình bỏ một tí xíu, ví dụ mình không ăn được bột ngọt thì mình cho hạt nêm xíu nước mắm, ví dụ mình không ăn mặn thì mình khỏi cho nước mắm luôn cũng được nữa, mình bỏ ớt, bỏ xíu hạt nêm vô rồi mình bỏ ớt vô, bỏ nước vô mình kho vậy thôi, rồi nó quẹt 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 xong thành kho quẹt ngon lắm, mình ăn vậy mà ngon. Hôm nay chắc là mọi người là 14 tháng 2 mà sẽ đi ăn nhà hàng nè, đi chơi ngoài kia, mình cũng thích lắm chứ, sao không thích. Chúc mọi người đi chơi 14 tháng 2 vui vẻ nhé. Có một ngày 14 tháng 2 vui vẻ. Bên gấu của mình. Mình thì đang ăn chung với gấu của mình đây, gấu mẹ vĩ đại. Dám nói em là gấu luôn á cả Gấu nhà, mẹ có hai đứa nhỏ. nói em là gấu á, ý nói là em dữ lắm á, em hiền lắm không có dữ đâu. Em hiền. Hiền lắm á. Mọi người thử đi, nếu mà thích vợ chồng em á thì like ở dưới đăng ký, em sẽ chia sẻ nhiều cái clip về hai vợ chồng cho mọi người xem nha. Tại vì hai vợ chồng là quen nhau á, là 3 tháng thôi, quen trên mạng á, quen trong một cái gọi là cái hồi xưa tụi em quen cách đây cũng 10 năm nè, quen trong một cái trang gọi là trang nói.vn. Hồi xưa là nói chung em lúc đó em lấy ổng là em 28 tuổi. Em 28 tuổi là lúc đó là trải qua nhiều rồi, mối tình nói chung là em cũng có nhiều mối tình trải qua rồi, ổng cũng vậy, xong rồi nhưng mà tới thời điểm đó thì là hai vợ chồng chưa có ai, xong rồi mới lên một cái trang đó tình cờ thôi, lên cái trang đó chơi, lên trang đó chơi thì hai chồng mới quen đâu ở trên đó, trang gọi là trang nói.vn á, nói.vn, bây giờ trang đó cũng nghỉ luôn rồi. Rồi xong rồi cái hai chồng cũng tham gia upline với lại cái nhóm hội đó, là đem chơi là cái nhóm hội hội độc thân Sài Gòn, ông xã cũng chơi trong cái nhóm hội đó, nó có nhiều nhóm đó. Rồi xong rồi hai vợ chồng quen nhau ở trên đó, rồi quen nhau cũng đi chơi, nhưng mà lúc đó hai chồng không quen đâu, sau đó mới quen 3 tháng quen nhau upline ở ngoài đời, gặp ngoài đời 3 tháng thôi, em hỏi ổng cưới em không, cưới thì em vô quen tiếp, còn không cưới thì thôi không quen nữa đó. Cho nên là sau đó ổng suy nghĩ 2 ngày, 2 ngày sau ổng trả lời em là bây giờ ổng đưa em về ra mắt gia đình là cưới, là 6 tháng sau tụi em là cưới, sau đó là tụi em chuẩn bị đồ này kia là 6 tháng sau chính thức cưới đó. Thì cả nhà nếu mà yêu thương vợ chồng em á thì xem cái cuộc sống mà giữa hai người mà quen nhau trên mạng rồi lấy nhau như thế nào, rồi còn cuộc sống sau này nó như thế nào, thì mọi người cùng xem nhiều cái clip sau này em chia sẻ hơn về cái cuộc sống đời thường của em, về công việc, nhiều khi công việc của em nữa thì em sẽ chia sẻ với mọi người, mọi người cùng nhau, cả nhà cùng nhau ủng hộ em nha, like và đăng ký qua kênh của em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Lần đầu nói trước như vậy luôn, lần đầu tiên nói chuyện như vậy luôn á, chứ cũng ít nói lắm. Cảm ơn cả nhà nhiều. Sắp hết chảo luôn rồi nè. Chúc cả nhà một ngày Valentine thật là vui, thật là hạnh phúc nha.